Pháp hành của Phật giáo, băng thứ 10. Trưởng lão Thích Thông Lạc thuyết giảng. Về cái định niệm hơi thở, thì ở đây chúng ta có phân rõ hai phần, như thầy xin nhắc lại đó. Cái phần thứ nhất là chánh niệm tỉnh giác định trong hơi thở. Còn cái kia là chánh niệm tỉnh giác định trong cái hành động của thân bên ngoài. Đó, thì chúng ta thấy hai cái pháp này đều là cái pháp chánh niệm tỉnh giác cả hết, nhưng mà tỉnh giác hơi thở mà tỉnh giác trong hành động, hai cái này nó thuộc về hành động nội và hành động ngoại mà thôi. Còn cái định niệm hơi thở thì nó giúp cho chúng ta là tu cái định diệt tâm mà diệt tứ, đó là cái pháp đầu tiên của nó. Cái đó là những cái pháp mà nó trợ giúp gián tiếp cho cái tứ chánh cần, làm cho các ác pháp sẽ bị đoạn diệt, và nó giúp cho cái thân của chúng ta nó có những cái cảm giác làm cho chúng ta thấy an lạc, làm chúng ta thấy hân hoan, làm chúng ta thấy định tĩnh, làm chúng ta thấy giải thoát. Nó giúp cho chúng ta thực hiện trên con đường càng tu càng thấy những kết quả thích thú, ham tu hơn. Đó là cái định niệm hơi thở. Nó chưa có áp dụng vào những cái định như tứ thiền hoặc là cái định khác nữa. Nó áp dụng tất cả mọi cái loại định. Thì cái định niệm hơi thở nó áp dụng rất nhiều. Thậm chí như thất giác chi, nó cũng áp dụng vào cái định niệm thất giác chi nữa. Nhưng ở đây vì chưa dạy tới thất giác chi, cho nên thầy không có giảng dạy. Nhưng ở đây bây giờ chúng ta sẽ thấy được cái kết quả của cái định niệm hơi thở này. Nó giúp cho cái thân và tâm của chúng ta thanh tịnh. Thanh tịnh tức là nó không còn tham sân si nữa. Tức là thanh tịnh. Nó ly dục, ly ác pháp cho nên nó thanh tịnh. Đây, ở đây Đức Phật khuyên chúng ta tu cái định niệm hơi thở. Cái định niệm hơi thở để cho nó đạt được cái sự thanh tịnh. Nếu mà chúng ta tu tập thì chúng ta sẽ đạt được cái kết quả thanh tịnh đó. Tỳ kheo đi đến một khu rừng, hay đi đến một gốc cây, hay đi đến một căn nhà trống, ngồi kiết già lưng thẳng, đặt niệm trước mặt vị ấy, chánh niệm thở vô, chánh niệm thở ra. Thì như vậy là nãy giờ mà thầy đã đọc lại cái định niệm hơi thở, cách thức tu á, thì bây giờ đã muốn cho cái thân và tâm và thọ của mình được thanh tịnh, thân tâm thọ và các pháp được thanh tịnh, tức là bốn chỗ này thanh tịnh á, thì chúng ta thường xuyên mà tu tập như thầy đã giảng hồi nãy thì nó sẽ như thế nào. Tu tập như vậy làm cho sung mãn tức là làm cho đầy đủ đó. Như vậy niệm hơi thở vô, hơi thở ra sẽ có quả lớn, thì có lợi ích rất lớn, nghĩa là nó có cái quả lớn để chúng ta, vì nó đem đến cho chúng ta được một trạng thái thanh tịnh, rất thanh tịnh đó. Thì đó là cái thứ nhất. Và đồng thời cái quả như thế nào, ở đây Phật cũng có dạy. Như vậy là trước khi mà chúng ta đi tìm cái nơi yên tĩnh để chúng ta tu hành đó, rồi chúng ta cũng quán. Bây giờ từ cái chỗ mà chúng ta quán cái hơi thở của chúng ta, như bắt đầu cảm giác toàn thân đó, cái bài thứ nhất mà hơi thở dài, hơi thở ngắn đó, thì đó là cái định diệt tầm giữ tứ, nó không quan trọng rồi. Đến cái bài thứ hai thì chúng ta cảm, từ cái chỗ mà cảm giác toàn thân đó, cho đến cái mà quán từ bỏ tham sân si của chúng ta đó, từ bỏ đoạn diệt rồi ly tham rồi đó, thì cho đến cái chỗ quán từ bỏ đó, thì cái phần này nó sẽ giúp cho chúng ta có được những cái quả, cái quả lớn của nó. Niệm hơi thở vô, hơi thở ra sẽ được mà tu tập làm như vậy cho sung mãn, thì chúng ta sẽ đạt được cái gì? Đạt được hai quả. Ngay ở trong hiện tại thì chúng ta có chánh trí, nó làm cho chúng ta sáng suốt, lúc nào nó cũng có sự hiểu biết, ai làm gì chúng ta cũng hiểu biết, nghĩa là người ta chửi mình cũng vẫn hiểu biết, mình hiểu biết, mà cái hiểu biết của cái chánh trí nó làm chúng ta không có giận cái người đó mà ghét người đó, nó đạt được cái chánh trí đó. Nếu có cái quả thứ hai thì ngay đó là chúng ta có được một cái quả bất lai, nghĩa là nó không có trở lui lại với cái đời sống phàm phu. Ở đây bây giờ thầy nói ví dụ này, như Mật Hạnh bây giờ đã tu tập như vậy, khi bây giờ Mật Hạnh có ra đời, có thực hiện cái cuộc đời, Mật Hạnh cũng vẫn là một người tốt, chứ không bao giờ mà có phạm những cái bậy bạ, cái tầm bậy như con người chưa tu, nghĩa là không có ác pháp đối với nó, nghĩa là ác pháp đến nó vẫn có một cái chánh trí, nó biết được liền. Cho nên ở đây nó có hai cái quả,
cái quả hiện tại mà cái người tu mà cái tâm nó quay vô thì nó đạt được cái chánh trí, nó thấy được cái đúng cái sai, nó không bao giờ nó bị cái đam mê của cái tà pháp đối hoàng mà cám dỗ nó làm nó sai. Nghĩa là nó không tiếp tục tu lại trên con đường tu nữa, nhưng mà nó vẫn có cái chánh trí. Và nếu cái chánh trí đó nó sẽ có cái quả đó là cái quả bất lai, nó không đưa cái con người trở về cái phàm phu tục tử của cái đời sống của cái từ cái con người thô lỗ cho đến cái loài thú vật, nó không đưa cái người đó trở về đó, mà từ cái chỗ đó nó sẽ đưa trở về bậc thánh. Bởi vì cái chánh trí đó nó sẽ có cái kết quả, nó trở về bậc thánh nếu nó đi tới, còn nếu nó đứng lại đó thì nó vẫn chủ động được những cái xấu của thế gian, cái xấu của người thế gian, cái ác của người thế gian. Để rồi thầy nói đây, rồi sau này thì các con sẽ tìm ở lại trong huynh đệ của các con sẽ thấy lời nói của thầy là đúng, là cũng là cái lời nói ở trong kinh sách của Phật. Đây là cái quả của cái người mà tu tập á, nó sẽ không mất cái quả giải thoát, cái quả đức hạnh đó nó không mất, nó không làm mất cái quả đó. Chẳng hạn bây giờ các con thấy tu mình chưa có làm chủ sanh tử, chưa có gì hết, nhưng mà các con cũng sẽ được những cái quả rất lớn, mà cái quả đó nó đạt được cái chánh trí, nó làm cho chúng ta vững vàng ở trên bước đường đời hơn là lúc trước mà chúng ta chưa tu. Nó có ác pháp, mà ác pháp trong lúc đó chúng ta không biết nó là ác, cho nên chúng ta cứ làm, khi mà khổ rồi thì hay, chứ còn chúng ta còn cái này khi mà chánh trí thì nó không có bị, nó không bị sai lệch, nó không bị làm như cái người tục tử phàm phu hung dữ, như cái kẻ như một con thú vật, nó trở về cái con người thật sự. Cái nó còn một cái quả nữa, tu tập trên đây thì sẽ được những bảy cái quả nữa, nghĩa là nó có kết quả là bảy cái quả của nó chứ không phải là một cái quả. Cái sự tu tập mà như hồi nãy cái bài mà định niệm hơi thở, nó đem lại cái quả của nó như vậy, nó làm chúng ta tiến tới cái thiền định rất dễ. Cái quả bảy quả của nó là cái quả thứ nhất là chánh trí, nó sẽ đoạn diệt được năm hạ phần kiết sử, nghĩa là phải nói rằng 10 cái phần kiết sử, nhưng mà kết lại thì chúng ta sẽ thấy nó thất kiết sử, nhưng mà nó sẽ được, nó diệt được năm cái hạ phần kiết sử. Cái định niệm hơi thở đó nó diệt được năm cái hạ phần kiết sử. Cái trạng thái thường thường cái người đó họ được ở trong cái trạng thái của cái tâm thanh thản của họ, chứ không phải là nó mất tiêu đâu. Họ thường thường họ cũng có thanh thản ở trong tâm của họ, cho nên họ cũng vẫn đạt được bát nhất đạt. Rồi cái quả của họ nó hiện trong hiện tại thì nó cũng sẽ có những cái niết bàn nó hiện tướng ra, nhưng mà cái vô hành niết bàn, nghĩa là có lúc nó ở trong cái vô thức của họ, nó cũng có cái trạng thái nó làm cho họ rất là an ổn, gọi là vô hành niết bàn. Rồi hữu hành niết bàn, nghĩa là bình thường trong những cái hành động, trong những cái hành động hàng ngày của cái người này á, nó có những cái hành động mà cái hành động mang đến cho họ có cái niềm vui. Cái niềm đó là cái niềm không tham, không sân, không si, không giận hờn. Nó cái niềm đó, nó có cái trạng thái gọi là trạng thái giải thoát của họ. Mặc dù nó không được thường xuyên, nó không được sống thường xuyên, nhưng mà cái quả đó nó vẫn có đối với cái người mà tu cái định niệm hơi thở. Hoàn toàn trong khi nó ngủ, tức là vô hành, nó không có hoạt động, thì nó cũng đạt được cái trạng thái yên tĩnh trong giấc ngủ, chứ không phải là những cái ác pháp ở trong cái giấc ngủ nó, hoặc là làm bất an trong giấc ngủ nó, còn nó được cái vô hành như vậy. Vì vậy thì cái người mà tu cái định niệm hơi thở đó, nó sẽ đạt được cái bậc thượng lưu. Thượng lưu đây Đức Phật muốn nói là cái tâm thượng lưu, chúng ta biết xả bỏ, biết xả những cái lỗi lầm của người khác, tha thứ của người khác, cho nên nó được cái quả của nó là thượng lưu. Lúc nào nó không có hẹp hòi, nó không ích kỷ, nó không xấu xa, mà luôn luôn nào nó có cái hành động cao quý của nó, và nó đạt được cái sắc của cánh thiên. Là khi cái người này mà có chết đi thì họ cũng sanh vào cái cảnh trời sắc của cánh, nó chứ nó không mất cái quả. Mà cảnh trời sắc của cánh thì các thầy biết rằng ngay trong khi mà cái người tu đó họ đang sống trong mọi cái cảnh của thế gian này, nhưng mà tâm họ luôn luôn ở trong cái cảnh trời sắc của cánh đó, nó thì nó được bảy cái quả tốt đẹp của nó. Cái đó thì cái người mà tu cái định niệm hơi thở này ấy, thì họ thân không rung động, tâm không dao động, hai cái thân không rung động,
Nghĩa là ngồi thiền thì nếu mà hướng tâm mà như vậy thì thân không rung động, bi tĩnh, nó không mê. Còn nó mê, nó xen chạy theo an lạc thì thân nó bồng bềnh, nó dao động. Cho nên nó mình thiếu cái pháp hướng để nhắc tâm. Cho nên mình không có nhắc nó, cho nên cái thân mình nó bị dao động. Dao động nó bồng bềnh. Như cháu Trang hồi còn ở đây tu hành hay nói sao cái thân con ngồi nó khi mà hết vọng tưởng nó bồng bềnh, rồi lúc cái nó mất. Thì đó là nó bị rơi vào cái trạng thái của tưởng, rồi nó thấy cái thân nó bồng bềnh như nổi như chìm. Nó dao động lúc đó. Ở đây mà cái người mà tu theo cái kiểu cách của Đức Phật á, như vậy là cái thân không bị rung động và cái tâm cũng không dao động. Nhờ tu tập định niệm hơi thở vô hơi thở ra như vậy, làm cho sung mãn như vậy nên thân không rung động, tâm không dao động. Nó có những cái kết quả, và những cái kết quả đó là cái định niệm hơi thở chúng ta luyện tập để nó mang lại những kết quả này, để sau khi mà chúng ta đi vào thiền định khác thì nó không có bị cái thân dao động, cái tâm dao động, mà nó có một phần giải thoát được các lậu hoặc nữa. Cái định niệm hơi thở này tu thì nó có một phần nó giúp chúng ta cũng giải thoát được các lậu hoặc. Trước khi giác ngộ chưa chứng chánh đẳng giác, đây là lời Đức Phật nói, khi còn là Bồ Tát ta tu tập nhiều giới pháp môn này, do ta tu tập nhiều giới pháp môn này, thân ta và con mắt không có mỏi mệt, không có mỏi nhọc, và tâm ta giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ. Nghĩa là các pháp này pháp kia Đức Phật không bị dính mắc, không có chấp thủ là dính mắc nó. Cho nên do nhờ cái tu tập này mà Đức Phật không có bị dính mắc. Mặc dù là khi tu với cái pháp của một cái vị thầy dạy cho mình tu cái vô không biên xứ cho đến cái định phi tưởng phi vi tưởng xứ, nhưng mà tu được rồi thì Đức Phật cũng không dính mắc vào cái chấp thủ những cái pháp này. Cho nên nó có thoát ra khỏi một số lậu hoặc rất là lớn, thoát khỏi một số lậu hoặc lớn. Cho nên cái định niệm hơi thở nó có cái giá trị như vậy. Mà ngay từ đầu các con cũng như các thầy về đây thì bắt buộc phải tập ổn định hơi thở nè, rồi tập làm cho có một cái tụ điểm để mà bám chặt cái hơi thở nè, rồi luyện cái hơi thở dài chậm để tạo thành cái tụ điểm. Từ luyện cái hơi thở bình thường mấy giây, tu tập để cho nó thuần thục ở trong hơi thở. Vì cái định niệm hơi thở nó có nhiều cái lợi ích như vậy, và nó cũng là một cái pháp để mà chúng ta trợ duyên cho các pháp khác. Cũng như một cái người học pháp văn thì người ta bắt buộc mình phải học chia cái động từ awa hoặc es, nó phải cho lào thuộc lào để rồi dùng nó mà chia các động từ khác cho nó dễ dàng. Thì ở đây thì các thầy cũng thấy rằng thầy đã nhào nặng quý thầy, các con phải luyện tập cái hơi thở, không có nói pháp nào hết mà cứ vô cái luyện tập hơi thở để cho nó thuần thục, nó quen, nó với cái hơi thở nó rất là thuần. Do đó bây giờ mới áp dụng vào những cái khác thì nó mới dễ. Sau khi áp dụng vào cái khác thì vừa biết thở mà lại vừa nhắc cho mình về cái pháp đó để xả tâm. Như bây giờ thí dụ như hít vô nè, tôi biết tâm tôi phải xả cái tâm tham nè, thở ra tôi biết tâm tôi xả tâm tham. Đó là mình câu hỏi với định vô lậu chứ gì. Nó mình biết như vậy. Bây giờ hít vô tôi biết thân tôi không phải là ngã, thở ra tôi biết thân tôi không phải là ngã. Đó là mình câu hỏi với định vô lậu gì để mình diệt ngã chứ gì. Đó, tất cả những cái này nếu mà mình chưa thuần thục hơi thở thì mình hít vô thì mình nói chưa có kịp, mà mình thở ra thì mình cũng nói chưa có kịp. Còn mình thở vô mình đã quen rồi, cho nên vì vậy mà mình thở vô cái mình nói, thì trong khi đó cái tâm mình hướng theo nó lại đặt thêm một cái định vô lậu, nó câu hỏi với cái định vô lậu, nó phá đi cái ngã, nó phá đi cái chấp ngã của mình. Nó làm cho mình không còn tham sân si giận hờn nữa. Hay hoặc là bây giờ hít vô tôi biết tâm tôi như cục đất, thở ra tôi biết tâm tôi như cục đất, thì mình hít vô mình cũng nói, nó nương vào cái hơi thở nó rất tỉnh. Như thầy nói bây giờ thí dụ như các con thấy nè, mình nương vào hơi thở mà mình tu cái chánh niệm tỉnh giác ở bên ngoài nữa. Thí dụ như mình vừa đi mà mình vừa biết hơi thở, tức là mình câu hữu giữa hai cái định chánh niệm tỉnh giác của nội và chánh niệm tỉnh giác của ngoại. Hai cái mình câu hữu thì mình thấy sao mình đi sao nó tỉnh quá, nó đi hai ba vòng mà nó không có tạp niệm. Thì đó là mình câu hữu giữa hai cái hơi thở và cái hành động đi của mình. Cũng như bây giờ mình vừa quét mà mình câu hữu được với cái hơi thở của mình nữa. Mình biết cái hơi thở ra vô mà mình vừa quét, nó làm cho mình rất tỉnh trong cái thời gian đó. Tức là gọi là nương hơi thở để mà biết rõ cái hành động đang quét sân hay quét này. Cách thức tu tập nó như vậy đó, tức là câu hữu như vậy. Cho nên cái định niệm hơi thở là nó để dùng để mình nhờ nó mình tu tập các định khác. Cũng như bây giờ thầy nói, bây giờ ví dụ như mình tu
về cái sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Thì mình biết rằng cái nhị thiền là phải diệt tầm tứ, mà cái sơ thiền phải ly dục ly ác pháp. Mà bây giờ mình chưa có ly dục ly ác pháp thì mình hít vô. Bây giờ mình hít vô, tôi hít vô, tôi biết tâm tôi ly dục ly ác pháp, thở ra tôi biết tâm tôi ly dục ly ác pháp. Mình nhắc tâm mình ly dục ly ác pháp, nhưng bây giờ nó chưa ly mà mình nhắc nó, tức là ý của mình là muốn cho nó ly dục ly ác pháp. Đó là mình câu hổ với cái sơ thiền. Và đồng thời mình nhắc như vậy, và nhắc như vậy thì mình sống đúng cái giới hạnh, thì cái giới hạnh nó giúp cho mình ly những cái dục, là ly những cái ác pháp. Và mình tập tứ chánh cần, tứ chánh cần nó làm cho mình lìa các ác pháp. Và do cái sự tu tập đó, và do cái sự câu hữu này, nó nhắc, nó làm cho những cái này nó kết hợp, nó thành một cái đạo lực. Khi đó mình nhắc tâm như cục đất, không có giận hờn gì nào, thì do đó là tâm như cục đất nó giận hờn, thì nó sẽ ly dục. Vì vậy mình nói tâm phải ly dục ly ác pháp, nhập sơ thiền, và ngay đó nó sẽ nhập liền. Nó sẽ ở chỗ cái trạng thái mà không có ham muốn, mà không có ác pháp. Cho nên mình câu hỏi như vậy thì mình nhắc ngay đó là nó vô sơ thiền liền. Thì bắt đầu bây giờ nó vô sơ thiền thì mình bị gì? Mình đưa hơi thở thì mình nhắc đó. Thì khi mình nhắc như vậy thì cái hơi thở ra vô này thì nó là cái đường để cho mình đi vào cái sơ thiền. Mà khi mà nó ly, nó ác pháp rồi thì bắt đầu nó còn hơi thở, thì hơi thở nó vô cái ly dục đi ác pháp sinh hỷ lạc. Nó sanh hỷ lạc thì cái hỷ lạc đó nó làm cho chúng ta không có thấy cái hơi thở của chúng ta đang thở ở chỗ cái sơ thiền. Vì vậy mà chúng ta còn thấy một cái trạng thái ly dục gì đó. Đó là cái thứ nhất. Bây giờ nhị thiền thì chúng ta nhắc cái tâm đó, phải tình chỉ tầm tứ. Thì bắt đầu mình nhắc như vậy, thì khi mà mình bảo cái tâm nương hơi thở phải tình chỉ tầm tứ, thì lúc bây giờ nó nương hơi thở ra hơi thở vô. Vì hằng ngày mình nương cái hơi thở, mình thở ra thở vô để cho mình diệt tầm diệt tứ. Như hồi nãy thầy nói tôi diệt cái tầm giữ tứ đó. Hít vô tôi biết, tôi hít vô thở ra tôi biết, tôi thở ra đó. Hít vô dài tôi biết, tôi hít vô dài thở ra dài tôi biết, tôi thở ra dài đó. Đó là cái chỗ tu tập làm cho cái tâm của chúng ta nó nương vào cái hơi thở mà nó diệt tầm tứ. Thì bây giờ mình nhắc nó thì ngay đó là nó đã diệt tầm tứ để nó nương vào hơi thở, rồi từ đó nó nhập vào cái nhị thiền. Đó thì các con và các thầy thấy cái định niệm hơi thở nó có một giá trị rất cao, là nó trợ giúp cho chúng ta đạt được những cái kết quả mà chúng ta mong muốn. Đó. Thì đây là cái về cái phần mà định niệm hơi thở, coi như là thầy dạy hôm nay là các con biết từ căn bản, sơ cơ cách thức tu tập về cái định niệm hơi thở, chứ không phải là dạy sổ tức tỳ tức đâu. Nhưng mà trước kia là gì dạy theo các pháp môn của đại thừa, của kinh sách, của nguyên thủy, của các pháp mà của các tổ dạy, thì thầy thấy từ cái pháp sổ tức tùy tức thì nó cũng là do cái chỗ mà tu tập để làm cho tầm tứ nó diệt, vọng tưởng nó hết, cho nên hướng dẫn mà các con nương vào cái chỗ mà sổ tức, chứ không hướng dẫn theo cái kinh sách của đạo Phật. Mà bây giờ thì chúng ta đã thành lập một cái giáo án đường lối của đạo Phật, thì tất cả những cái gì mà của các tổ đặt ra nó không phải là của đạo Phật mà của các tổ, thì chúng ta để qua một bên. Sau đó thì chúng ta sẽ có một bài kết hợp, cái gì mà làm cho lợi ích trên bước đường tu tập thì chúng ta lấy để mà nương theo đó mà hướng dẫn người tu, mà cái gì mà nó không có lợi ích bằng cái pháp mà Phật dạy thì chúng ta nên bỏ nó. Ví dụ như bây giờ cái pháp sổ tức nó là cái pháp ức chế tâm, thì nó không bằng cái pháp mà chúng ta hướng tâm về cái hơi thở. Do đó chúng ta thấy nó không kết quả, vì nó ức chế tâm thì dễ rơi vào các trạng thái định tưởng. Vì mà ức chế tâm thì cái ý thức của mình nó không hoạt động, thì cái tưởng thức nó phải hoạt động. Còn cái này chúng ta ý thức nó vẫn còn hoạt động theo cái pháp hướng, cho nên nó không mất đi. Do đó chúng ta không ức chế tâm, mà do vì vậy mà chúng ta hướng để mà xả tâm. Từ cái xả tâm nó hết vọng tưởng, nó diệt tầm tứ bằng cách là nó ly cái tâm ra. Bây giờ đến cái giai đoạn mà tu tập mà tứ niệm xứ rồi. Vậy thì tiếp tục ở trên cái bước đường mà tu tập tứ niệm xứ thì chúng ta đã bước qua một cái giai đoạn niệm, thì tức là phải tới định. Chữ niệm ở đây thì ở đây nó có bốn chỗ để mà chúng ta niệm, nhưng mà chữ niệm tứ niệm xứ đây là bốn cái chỗ để đặt pháp. Chữ niệm đây là pháp, cho nên chúng ta đặt cái pháp ở trên cái chỗ đó, cái nơi đó để mà chúng ta tu tập. Cái nơi đó chúng ta tu làm sao cho đạt được cái chỗ đó. Cho nên khởi đầu tu tập thiền định á, bởi vì ở đây đạo Phật nói chung là hoàn toàn là thiền định, không có một pháp nào là không thiền định. Mới đầu vô chúng ta tu tập mà chánh niệm tỉnh thức thì cũng là thiền định. Nếu không có cái pháp này, không có pháp chánh niệm tỉnh thức thì chúng ta không ngăn chặn được ác pháp, thì tứ chánh cần chỉ là nói suông, không có nghĩa gì hết, không có cái cách thức tu rồi.
Cho nên nếu mà giải thích riêng từng cái pháp như tứ chánh cần riêng ra, thì chúng ta nói là các pháp ác chưa sanh không cho sanh, thì lấy cái gì không cho nó sanh đây? Mà người ta bảo rằng mình đừng cho sanh, không cho sanh là tôi làm sao tôi không cho sanh? Nó tự ở trong tâm tôi, nó tự ở các pháp ở ngoài, nó đập vô, nó chửi mắng tôi, nó làm cho tôi khổ thì tức là tôi phải sanh. Mà bảo tôi đừng sanh là tôi lấy cái gì tôi chẳng nó được đây? À, cho nên vì vậy nếu mà chúng ta lấy riêng nội cái pháp tứ chánh cần mà tu á, thì chắc chắn là chúng ta không biết rồi. Cho nên hầu hết là các thầy mà giảng dạy, các hòa thượng mà giảng dạy về tứ chánh cần á, nó độc lập riêng nó ra thì coi như là các thầy đó không biết đâu, không biết pháp tu đâu. Cho nên nói tứ chánh cần, chứ sự thật ra chúng ta đang tu những cái thiền định, chánh niệm tỉnh giác định, định niệm hơi thở, định vô lậu, ngay trên đó chúng ta mới ngăn chặn được các pháp ác và không cho các pháp ác tăng trưởng. Nó thì nó phải có cái pháp để mà chúng ta tu thành. Bây giờ chúng ta đã hiểu được như vậy thì cho nên tất cả các pháp của Phật đều gọi là thiền định hết, không có pháp nào là không thiền định. Chúng ta có cái quan niệm, cái quan niệm sai lầm là hễ khi nào mà nói thiền định á, là phải khoanh chân ngồi kiết già rồi ngồi đó hít thở hay niệm Phật mới gọi là thiền định. Hễ thấy ai ngồi á, thì gọi là thiền định, còn cái người mà đi họ không cho thiền định. Mà ngay cả khi mà chúng ta đi kinh hành mà chúng ta nhiếp tâm, đó là chánh niệm tỉnh giác định của người ta mà. Cái định ở trong cái hành động đi của người ta mà. Trong khi người ta quét sân, người ta lặt rau, người ta nấu cơm, người ta làm mọi công việc, thì người ta đang tu ở trong cái định chánh niệm mà. Cái tâm của người ta đang giữ cái chánh niệm đó, cái niệm chân chánh đó để ở trong cái tỉnh thức đó. Thế mà mình không cho người ta định, chỉ bảo rằng mình phải ngồi trước bàn Phật à, đốt cây hương lên à, rồi mới ngồi kéo chân lên trên đó, rồi ngồi hít thở nó. Mà trong khi hít thở nó chắc gì mà cái tâm của người hít thở đó là nó đang yên tĩnh, nó không có vọng tưởng đâu. Nó nghĩ tầm bậy tầm bạ, nó ham, nó ngồi đây mà nó nghe người ta ở ngoài bếp mà chiên xào gì đó, bắt đầu cái nước miếng nước mồm nó ngồi đó mà nó chảy ra, nó nhớ ba cái đồ chiên đồ xào. Thì thử hỏi như vậy là lúc đó nó thiền hay là lúc đó nó thèm ăn? À, cho nên khi mà ngồi thiền như vậy thì thử hỏi khi mà người ta đi kinh hành vậy, người ta có ngủ không? Còn mình ngồi một lúc nghe nó an an, cái thân nó lặng lặng, cái bắt đầu gục xuống cái vậy, thì cái đó là thiền gì? Thiền gục chứ thiền gì. Bởi vì người ta nhập tứ thiền thì cái anh này lại nhập ngũ thiền. Anh ngủ ở trong, thành ra anh phải nhập ngũ thiền chứ sao. Anh hơn Phật là cái chỗ anh nhập ngũ thiền. Cho nên cái ngồi nó không có phải là cái chỗ thiền. Nhiều khi nó lại sai lệch đi, nó chưa đúng. Nhưng cái ngồi cũng là một cái tu thiền, nếu mà tu đúng. Còn bây giờ mình tu mình cứ gục lên gục xuống thì cái đó là thiền gì? Hoặc ngồi đó mà loạn tưởng nhớ cái này nhớ cái kia thì cái đó là thiền gì? Đó là không phải thiền. Còn bây giờ người ta đi như vậy, mình cho người ta không tu thiền thì có đó sao? À, tu phải vô chùa có mỏ tụng kinh, cái đó là thật nữa. Cái đó là chữ lộn với ông Phật chứ tu cái gì? Lâu lâu ông Phật cũng làm thinh cũng ngộ mà xi măng ngồi đó mình cứ réo cái tên Nam Mô A Di Đà Phật, tức là chữ ổng chứ gì, kêu tên ổng chữ ổng. Nếu mà ổng không bằng xi măng chắc là ổng cũng không chịu nổi, buông chân xuống ổng cũng rầy dữ. Sao mày cứ kêu tên tao hoài? Bây giờ thử hỏi đi, mình ngồi đi mà ai kêu tên mình có tức không? Cứ réo cái tên mình hoài không tức nha. Còn bây giờ ông Phật cũng ngồi đó, ví dụ như ông Phật Di Đà cứ Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, ông tức mình, tao cái tên đó mà cứ gọi nó làm những cái sai, nó không có đúng đâu. Cho nên ở đây thực hiện là làm sao cho thân thọ tâm pháp của mình nó được thanh tịnh, nó không bị ác pháp, nó làm cho được giải thoát nơi đó, thì cái đó là cái đúng. Cho nên ở đây thì phải biết rằng tất cả những pháp của Phật đều là thiền định. Khởi đầu tu tập thiền định là bắt đầu từ định tứ cụ. Định tứ cụ tức là tứ chánh cần, các thầy thấy rất rõ. Bởi vì cái pháp này là pháp đầu tiên để mà chúng ta thực hiện thiền định. Mà định tứ cụ thì nó đã xác định cho chúng ta được ba cái định ở trên cái chỗ tu tập đó rồi. Mà quý vị đã được học và thực hiện trên tứ niệm xứ, nghĩa là trên cái định tứ cụ này, là tứ chánh cần này, nó được thực hiện ở trên tứ niệm xứ, chứ không phải bốn cái chỗ mà chúng ta tu tập. Thì lấy cái định tứ cụ này đặt ở trên bốn chỗ đó để tu tập cho bốn cái chỗ này nó được thanh tịnh, tức là thân thọ tâm pháp của chúng ta. Cho nên tứ niệm xứ là bốn lĩnh vực được quý vị thực hiện các cái loại thiền định, trên đó gồm có 16 loại định. Nghĩa đạo Phật đâu có nói một cái thứ thiền định đâu, mà 16 cái loại định, mà lấy bốn cái chỗ thân thọ tâm pháp mà gọi cái tên chung của nó là tứ niệm xứ, lấy cái bốn cái lĩnh vực này để chúng ta thực hiện 16 cái loại định ở trên đó, để làm cho bốn cái chỗ này nó sạch sẽ, nó thanh tịnh, nó không còn ô nhiễm, nó không còn ác pháp nữa. Bốn cái chỗ này giải thoát là chúng ta giải thoát, chứ không phải là chúng ta tu cái vấn đề hoài. Ví dụ như bây giờ mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật để cầu cho mình được giảng sanh cực lạc thì cái đó là vấn đề hoài rồi. Mà ngay cái thân này không có gọt rửa cho sạch sẽ thì thử hỏi
làm sao mà cho nó hết giận hết hờn. Ngay cái tâm này mà không có gọt cho nó sạch sẽ thì nó buồn phiền, nó lo lắng, nó sợ hãi, nó thương, nó ghét, nó giận, nó hờn, nó đủ thứ. Cho nên thân thọ tâm pháp là bốn chỗ để mà chúng ta tu tập làm cho nó không giận hờn, phiền não, không đau khổ nữa. Như cái thân của chúng ta này bị cái thọ nó làm cho cái thân chúng ta thấy đau, nhức cái chân này, nhức cái đầu nè, mà chúng ta không tu ở trên cái này để khi mà cái thọ nó có đánh vào cái thân thì chúng ta không thấy đau đớn gì nữa. Thì cái đó là mới cụ thể để giải thoát được cái bệnh ở trên thân của chúng ta. Còn cái này chúng ta tu những đề hoài, thí dụ niệm Phật nó có nhầm nhò gì ở trên thân này đâu, cầu giảng sanh cực lạc thì nó có ăn nuôi gì. Còn bây giờ mình giữ Phật tánh thì Phật tánh nó cũng nhầm nhò gì ở trên cái thân này đâu. À, Phật tánh thì vô hình này kia, tôi kiến tánh thì thành Phật rồi, cần gì mà phải tu cái tánh này đâu. Mà do đó thì cuối cùng thì mình không giải thoát cái thân tâm của mình, mà ngay trên cái này cái thân tâm mình đang khổ này mà không có tu tập. Còn ở đây chúng ta ngay ở trên bốn cái chỗ đó gọi là tứ niệm xứ, trên bốn chỗ đó để mà tu tập. Tu tập làm cho bốn chỗ đó nó không còn đau khổ, nó không còn chết chóc, nó không còn sinh tử luân hồi. Thì ngay bốn cái chỗ này là bốn cái chỗ mà chúng ta cần phải lấy các pháp, cần phải rèn luyện, cần phải làm cho nó sạch sẽ, làm cho nó không còn đau khổ nữa. Bốn cái chỗ này không có đau khổ nữa thì chúng ta gọi là giải thoát. Vì thế bốn lĩnh vực này rất quan trọng. Một con người ai cũng có bốn cái chỗ này. Người nào chúng ta cũng thấy là thân thọ tâm pháp, phải không? Trong thân người, người nào cũng có bốn cái này hết, không có người nào là không có, ai cũng có. Nhưng đối với người chưa tu tập còn phàm phu thì bốn chỗ này là bốn chỗ ô nhiễm bất tịnh. Nghĩa là tâm tham ăn, thân này ăn nè, rồi tâm tham muốn cái này cái nọ kia, nó ô nhiễm thứ đủ thứ hết, mà nó bất tịnh, nó đủ cách hết. Cho nên thân thọ tâm pháp của cái người phàm phu thì nó là bất tịnh. Nhưng mà đối với cái người mà tu tập thì cái thân thọ tâm pháp của họ lần lượt nó mới thanh tịnh. Bốn chỗ này thường sanh khởi vì nó bất tịnh đó mà nó đem đến cho chúng ta nhiều cái đau khổ, nhiều cái đau khổ. Cho nên nói bốn chỗ này thường sanh khởi mọi thứ đau khổ của kiếp người. Nghĩa là nơi thân nè, nếu mà thân không bệnh thì chúng ta không thấy khổ nè, mà thân có bệnh chúng ta thấy khổ không? Khổ nè. Mà tâm chúng ta không bị ai chửi nè, mà cứ bị ai chửi chúng ta thấy có khổ không? Rồi tâm của chúng ta mà nó không có bình thường, nó không gì hết, mà nó khởi nó thương, nó nhớ, hoặc là cha mẹ nó bệnh đau chết, nó khóc lóc bù lù bù la bù lê, thì thử hỏi nó có khổ không? Đó, rõ ràng là nơi bốn cái chỗ này nó thường sanh khởi những cái niệm đau khổ của kiếp người. Thì chúng ta biết được bốn cái chỗ đó như vậy đó thì nó là địa ngục hay thiên đàng cũng nơi bốn chỗ này mà thôi. Cho nên bốn chỗ này mà không lìa xa ác pháp thì ngay đó là địa ngục cho kiếp người. Nghĩa là ác pháp là cái tâm khổ, như mình sân là ác pháp, như mình tham là ác pháp, như mình ngu si là ác pháp, mình ham ăn ham ngủ là ác pháp đó. Cho nên nếu mà mình không lìa các ác pháp này thì ngay đó là địa ngục của cái kiếp mình đó, luôn luôn lúc nào mình cũng còn. Còn nếu bốn chỗ này, bốn cái chỗ này thân thọ tâm pháp này mà chúng ta lìa xa ác pháp á thì nơi đó là niết bàn, chứ đâu cần đi tìm niết bàn chứ nào. Nơi bốn cái chỗ này mà chúng ta lìa được ác pháp thì nơi đó là niết bàn. Chắc chắn ai cũng biết được cái cảnh giới niết bàn dễ dàng lắm, cụ thể lắm, nó rõ ràng. Không có ác pháp thì đó là niết bàn, mà có ác pháp thì nó là địa ngục, nó là đau khổ. Tất cả các pháp môn của Phật đều lấy bốn chỗ này thực hiện. Nghĩa là cho nên luôn luôn pháp nào của Phật cũng ở trên bốn cái chỗ này để mà thực hiện. Cho nên tu tập, trao dồi, rèn luyện hay dứt bỏ đều ở trên cái chỗ này. Bây giờ thí dụ như cái thân chúng ta này, ghiền thuốc này, ghiền cà phê này, ghiền thuốc phiện này, ghiền rượu này, thì ở chỗ cái thân ghiền này nè, nó không có, nó muốn uống rượu này, nó muốn hút thuốc nè, nó muốn uống cà phê nè, nó thèm, nó khát nè. Thì do đó chúng ta phải nỗ lực muốn làm cho nó thanh tịnh, không còn ham muốn đó nữa, thì phải dứt bỏ, không có được uống rượu nè, không được uống thuốc, hút thuốc nè, không được uống cà phê nè, không được hút ốc phiện nè. Thì như vậy mình tự dứt bỏ mình, chứ không ai dứt bỏ cho mình được. Bởi vì cái này là do nhân quả mình đã tạo ra, mình thành thói quen, thành nghiệp, thì mình phải chịu bỏ, chịu lấy, chứ còn ai mà làm giúp cho mình được. Cho nên ở đây thì ngay từ ở trên cái chỗ thân thọ tâm pháp này mà mình dứt bỏ, mình rèn luyện, mình trao dồi, thì nó sẽ trở thành những thiện pháp, nó làm cho mình được giải thoát. Chứ không phải hoài cái chỗ này mình đi cầu khẩn, mình tu tập cái gì để cho nó giải thoát được thì không bao giờ có được. Mà phải ngay ở trên bốn cái chỗ này, mà bốn cái chỗ này gọi là tứ niệm xứ. Cho nên chúng ta học tứ niệm xứ, chúng ta phải hiểu được rằng cái chỗ này. Chứ nếu mà học tứ niệm xứ mà không rành thì chúng ta coi như là cái pháp tứ niệm xứ. Cho nên người ta nói tứ niệm xứ là cái tiên thiền định.
Có phải đặt cái tên gì trúng không? Các thầy thấy có đặt cái tên nó đâu có trúng, bởi vì nó là trái tim thiền định. Mà thật sự ra ở đây mình làm cho nó thanh tịnh, chứ nó là trái tim cái thứ gì mà bao nhiêu thứ định mà đem đặt lên đây để mà tu nó, chứ đâu phải là nó là cái nhịp tim của chúng ta để chúng ta thực hiện cái thiền định của tứ niệm xứ này đâu. Nếu mà nói như vậy thì tứ niệm xứ là một cái loại thiền định để mà chúng ta để thực hiện các cái loại thiền định cao thì cao siêu của nó. Nó là cái gốc, nó là cái tim, mà cái nhịp tim, cái nhịp máu của chúng ta mà. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa đúng. Bởi vì bốn cái chỗ này là bốn cái chỗ ô nhiễm của một con người phàm phu tục tử. Chúng ta muốn giải quyết cho nó thoát khỏi bốn cái chỗ ô nhiễm này để cho nó thanh tịnh, thì chúng ta dùng các pháp thiền định khác mà đem về đây để mà rèn luyện nó. Cũng như bây giờ thầy ví dụ để cho thấy, như cái nhà mình ở đây nè, cất lên bằng tầng dông trúc tre, nó xấu quá, nó không có đẹp đẽ, cho nên từ đó mình mua những cái mành bằng mỹ long, mình trang trí cho những cái cửa sổ rồi cửa cái để làm, hoặc là mua vài cái đèn như thế này để treo lên để làm cho nó đẹp thêm cho nó coi nó được một chút, ví dụ vậy. Thì cái kia là mình cũng phải đem những cái pháp khác để mà gọt rửa, để mà làm cho nó sạch ra. Bởi vì cũng như cái nhà mình bây giờ nó dơ, thì bắt đầu mình phải đem nước mình rửa cho nó sạch. Chứ cái nhà dơ rồi mình lấy cái nhà dơ này mình làm cho nó nữa thì nó dơ nữa sao? Cho nên ở đây mình biết cái nơi này nó đang bị bụi bặm, dơ bẩn, nó ô nhiễm, nó không có sạch. Cho nên mình mới lấy cái bàn chải nè, mình mới lấy cái thùng nước nè, mình mới lấy xà bông nè, mình mới lấy thuốc tẩy nè, mình đem vô đây nè, mình mới tạt nước, mình rửa, mình cọ cái chỗ này cho nó sạch. Thì cái chỗ này đang bị cọ rửa sạch mà gọi nó là thiền định thì thầy thấy nó là thiền định gì? Có hiểu vậy thì mới biết được cái chỗ tu tập của chúng ta. Chính thân thọ tâm pháp của chúng ta nó đang ô nhiễm nè, nó đang tham mê nè, nó đang giận hờn, nó đang phiền não nè. Mà bây giờ nó đang nhiễm như vậy đó, thì chúng ta phải lấy nè định niệm hơi thở nè, chúng ta là phải lấy định chánh niệm tỉnh giác nè, chúng ta lại phải lấy là định tứ chánh cần nè, chúng ta phải lấy định vô lậu nè, chúng ta lại phải lấy sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền nè, chúng ta mới đem nó để mà rửa nó, làm cho nó sạch ra đi, nhờ các thiền định này mà làm cho nó sạch. Thì như vậy cũng như là các thiền định này, nó cũng như là cục xà bông nè, nó bằng chải nè, nó bằng trà nè. Chúng ta chỉ còn có ra công mà chà cái nền này cho nó làm cho sạch, vách này chúng ta chà rửa cho nó sạch. Thì như vậy rõ ràng là bốn niệm xứ này nó có phải pháp chúng ta để tu đâu, mà nó nơi để mà chúng ta chùi rửa cho nó sạch, bởi vì nó đang nhơ bẩn, nó đang ô nhiễm. Có đúng không? Thầy nói đây, quý thầy cứ suy ngẫm có phải không? Thân của quý thầy hiện bây giờ nếu mà nói là tôi không ô nhiễm thì tức là thanh tịnh rồi, mà thanh tịnh rồi thì cái thân của quý thầy nó đâu có còn mà bẩn thỉu như thế này, tức là nó đâu còn bất tịnh, phải không? Cho nên do vì vậy mình mới xét cái thân mình nó còn bẩn thỉu lắm, nó còn bất tịnh lắm, cho nên mình phải còn gọt rửa. Mà còn gọt rửa tức là còn tu, cho nên phải lấy cái pháp mà để gọt rửa nó. Mà cái pháp còn gọt rửa nó thì tức là tu. Cho nên ở đây không thể nói là tứ niệm xứ là pháp môn được, mà tứ niệm xứ là bốn chỗ để chúng ta dùng các pháp môn khác để tu tập trên nó. Cho nên thầy mới nói tứ niệm xứ nó sẽ xác định được các loại thiền ở trên đó. Trước kia thầy có tuyên bố những cái lời nói thầu hết á, là người ta giảng về tứ niệm xứ người ta không lột trần được cái này. Dường như là tứ niệm xứ là một cái pháp môn để tu, chứ không phải là thấy nó được ở trên đó nó xác định được. Cho nên cái người mà giảng về cái tứ niệm xứ họ không xác định được các định ở trên tứ niệm xứ. Như ở trên thân quán thân nè, tu cái định gì họ không xác định được, mà họ xác định được thì họ mới biết là cái thân này nó đang dơ bẩn cái này nè, nó đang nhiễm ô cái này nè, thì bắt đầu mình phải đem cái định này, tức là cái bàn chải này, cái cục xà bông nè, đem đến đây rửa nó, rửa cái chỗ đó cho nó sạch. Thì nếu mà đem cái bàn chải, cái cục xà bông rồi đem nước đến mà rửa nó thì cái đó nó gọi là cái tên gì? Rồi đem một cái vật khác để mà lau cho nó khô thì nó gọi là tên gì? Nó phải có cái tên. Ví dụ như trên thân quán thân này tu về nhân tướng thì nó là định vô lậu, nó khắc phục tham ưu. Mà trên thân quán thân tu về hành tướng ngoại thì nó có cái tên, tức là nó có cái tên chánh niệm tỉnh giác định. Trên thân quán thân tu về hành tướng nội thì nó có cái tên là định niệm hơi thở. Nó rõ ràng nó xác định được cái định, đem lại rửa sạch cho cái chỗ đó đó, cái chỗ đó đang bẩn thỉu đó, thì chúng ta sẽ rửa cho nó sạch.
mà rửa cho nó sạch thì tức là nó phải có một cái tên của thiền định đó, của cái pháp môn đó làm cho nó sạch. Thì như vậy gọi là chúng ta đã hiểu được tứ niệm xứ. Còn nếu mà không thì chúng ta không hiểu tứ niệm. Bởi vì hầu hết là từ xưa đến giờ đó, các thầy quý hòa thượng họ thuyết giảng từ cái Nam Tông cho đến Bắc Tông mà thuyết giảng về tứ niệm xứ, thì họ đều thấy tứ niệm xứ là cái pháp môn, chứ không phải là cái tứ niệm xứ là bốn cái chỗ để chúng ta đem các pháp khác đến tu tập. Đó, bây giờ thí dụ như một người mà họ lấy tứ niệm xứ để niệm Phật, như thầy dạy lấy thân mà niệm Phật, tức là cái thân này nó đang ô nhiễm, đang bẩn thỉu, mà cái thân Phật kia nó sạch sẽ, nó thanh tịnh. Cho nên muốn cái thân này cho nó sạch sẽ, nó thanh tịnh như cái thân Phật, thì như vậy gọi là lấy thân niệm Phật, lấy cái thân này niệm cái thân Phật, làm cho cái thân này nó giống như cái thân Phật. Cho nên vì vậy đó mà cái người niệm Phật là sẽ được giải thoát liền, cho nên gọi là tứ bất hoại tịnh. Cái bài pháp này thầy đã có giảng rồi. Cho nên hôm nay để nói để thấy rằng chúng ta bước vào cái tứ niệm xứ, chúng ta phải hiểu rõ được cái vị trí nó đang bất tịnh, đang ô nhiễm, mà chúng ta dùng các pháp khác để đến mà rửa, để chùi, để mà lau cho nó sạch, để mà quét dọn cho nó sạch bốn cái chỗ này. Mà bốn chỗ này mà sạch rồi thì đó là giải thoát. Cho nên ở đây chúng ta thấy rất rõ, nếu bốn chỗ này mà lìa xa ác pháp như trong cái bài tứ chánh cần, thì ngay đó nếu mà chúng ta không lìa ác pháp thì ngay đó là địa ngục. Nghĩa là cái kiếp người mà của quý cô cũng như là của quý thầy mà không lìa được ác pháp thì ngay đó quý thầy có buồn rầu giận hờn phiền não, ham ăn ham ngủ ham vật chất ham danh ham lợi đủ thứ, nó làm cho quý thầy lăng xăng rất là khổ. Trái lại các thầy lìa ác pháp thì nơi đó là niết bàn, tức là mình buông xả ra hết, không còn một cái gì nữa, thì đó là mình được giải thoát. Tất cả các pháp môn của Đức Phật đều lấy bốn chỗ này thực hiện, lấy bốn chỗ này mà để thực hiện trên nó tu tập, trau dồi, rèn luyện và dứt bỏ. Bằng mọi cách làm sao bốn chỗ này xa lìa ác pháp và đoạn dứt tận gốc rễ của ác pháp, khiến cho bốn chỗ này được toàn thiện. Khi bốn chỗ này đã được toàn thiện thì đạo Phật gọi là thanh tịnh, gọi là giải thoát, gọi là niết bàn. Toàn thiện là nghĩa là không còn một chút nào mà ác ở trong đó hết, không còn một chút xíu nào ác trong đó hết. Dù là một chút xíu như là một cái đầu cộng tóc của chúng ta, nó không còn một chút xíu nhỏ như vậy nữa, thì hay hoặc là như một hạt bụi rất nhỏ, nó không còn có trong đó, thì gọi là toàn thiện. Mà toàn thiện thì nó là thanh tịnh, nó là giải thoát, nó là niết bàn. Nghĩa là bốn chỗ đó phải đạt được cái chỗ mà toàn thiện. Thì đạo Phật đâu có khó gì đâu, chúng ta thấy đâu có gì. Mà chính cái chỗ này nó mới là thiền định. Bởi vậy người tu theo đạo Phật mà không biết rõ bốn lĩnh vực này, tu hoài bốn lĩnh vực này thì dù có tu ngàn kiếp cũng chẳng chấm dứt khổ đau và sinh tử luân hồi. Nghĩa là mình tu hoài bốn chỗ này. Cho nên cái người mà xem nó là cái pháp môn để tu thì thử họ lấy cái tứ niệm xứ này tu cái chỗ nào để họ được giải thoát. Họ chỉ lý luận tôi phải quán như thế này thế khác, gọi là minh sắc tuệ như gì, thì thật ra đâu có phải cái điều đó đâu. Cho nên tất cả những cái thiền mà gọi là minh sắc tuệ rồi thiền này thiền nọ kia đều là đặt ngoài cái vấn đề của thân thọ tâm pháp của chúng ta. Mà khi họ có đặt trúng đi nữa ở trên đó họ tu, mà họ không có được xác định được cái vị trí họ tu cái gì nữa thì họ tu bậy rồi. Bây giờ thí dụ như thiền tông, họ đặt họ lấy cái tâm của họ nè, biết vọng liền buông nè, họ lấy cái tâm họ là giữ cái tâm họ nè, không có vọng tưởng nè, thì ngay đó là họ cũng lấy cái tâm họ tu. Nhưng mà họ không xác định được bốn cái vị trí họ đang tu, họ chỉ tu có cái tâm họ thì họ có đạt được cái tâm họ giải thoát, còn cái thân họ bỏ. Cho nên họ nói bây giờ thí dụ như các pháp đến với họ, họ thấy toàn là quyển giả. Đối với trí tuệ của họ bát nhã thì họ thấy nó là không, không có vật gì mà hiện hữu, không có vật gì mà nó thường hằng, cho nên họ thấy nó là vô thường. Thì cái phần họ đứng ở trên góc độ của tâm, họ quét sạch cái tâm họ, chứ còn cái thân với cái thọ của họ đâu quét sạch. Cho nên cái đau của họ họ cũng rên la như thường, họ đâu có làm chủ được. Rồi cái thân họ bây giờ bảo ngưng thở họ cũng không làm được nữa. Thì như vậy họ chỉ tu có cái phần tâm mà bốn cái chỗ tu, chứ ông Phật cũng dạy bốn chỗ tứ niệm xứ, mà họ đâu họ tu có nhất xứ à. Nghĩa là họ lấy Phật tánh họ bây giờ chẳng niệm thiện niệm ác, thì ở trong tâm của mình chẳng niệm thiện niệm ác, thì họ tu có một phần đó thôi, mà họ làm chủ làm sao toàn diện được cái thân thọ tâm pháp của họ. Cho nên cái mà họ hiểu sai
là vì họ đứng ở trên một cái góc độ của thân tọa tâm pháp, họ tu có một cái mà họ tưởng là họ giải thoát toàn diện năm sáu đường. Người ta tu trong bốn cái này mà người ta còn chưa có giải thoát toàn diện, chưa có thoát ra khổ, huống hồ là tu có một cái nhỏ của một cái bốn cái chỗ này, nghĩa là trong bốn chỗ chúng ta tu có một cái mà thôi, thì làm sao mà chúng ta thoát ra được. Ở đây phải rõ, trên bốn lĩnh vực này nếu đặt sai pháp cũng tu không thành tựu nữa. Nghĩa là bốn cái chỗ này mà chúng ta đặt không đúng pháp, nghĩa là bây giờ bốn chỗ này đầu tiên chúng ta phải đặt pháp gì? Tứ chánh cần. Nghĩa là chúng ta phải dứt ác mà tăng thiện thì nó mới có sẽ đạt. Bởi vì hiện bây giờ thân thọ tâm pháp chúng ta đang ở trong ác pháp chứ đâu phải là thiện pháp. Nếu mà thiện pháp sao người ta chửi mình giận? Nếu thiện pháp thì nó đâu có giận ai đâu. Còn đây mình dễ giận dễ hờn. Mà nếu nó thiện pháp theo cái thân này, người ta đánh cái về mình biết đau. Nếu nó thiện thì nó đâu có đau. Còn cái này nó không thiện cho nên nó đau. Nó nhiều cái như vậy. Mình nói là các pháp đều thiện. Vậy thì người ta ở ngoài người ta chửi mình, tại sao nó thiện mà mình lại giận? Thì nó phải là ác pháp, cho nên nó chưa có thiện. Vì vậy đó, cho nên vì vậy mình phải tu để cho các pháp dưới cái tầm mắt của mình, dưới cái lỗ tai nghe của mình, dưới cái ý mình tiếp xúc với cái pháp đó, hoàn toàn người ta chửi mình mà mình vẫn thấy thiện. Cho nên ông Ubali, ông Phú Long Na, Đức Phật hỏi người ta chửi mắng ông thì ông nghĩ như thế nào? Thì ông nói người ta chửi mắng con thì người ta còn thương con, người ta chưa có lấy gậy gộc người ta đánh con. Thì ông Phật hỏi người ta lấy gậy gộc người ta đánh ông thì ông nghĩ như thế nào? Thì ông nói người ta đánh ông thì người ta còn thương ông, người ta chưa có lấy gươm dao giết ông. Thì ông Phật nói nếu người ta lấy gươm dao người ta cắt cổ ông, người ta đâm ông cho ông chết đi thì ông thấy như thế nào? Nếu như vậy người ta cũng còn thương ông cho nên người ta mới giết cái thân này để cho ông được giải thoát, thì người ta vẫn thương ông. Cho nên Đức Phật nói được, ông đi ra xứ đó gì đó người ta. Tức là Đức Phật đã trắc nghiệm được cái người đệ tử của mình xứng đáng làm người đi độ chúng sanh. Còn mình á, chưa có được. Người ta vừa nói cái gì đó mình giận, chưa có đánh mình đâu. Chứ không phải đánh mình nó cầu mình giải nãy lên, nó cầu mình nằm đó mình đòi mạng, đòi thương mạng nữa người ta nữa. Cho nên do những cái chuyện đó, vì vậy mà chúng ta phải thấy rằng cái chỗ thân thọ tâm pháp chúng ta phải thực hiện sao nó cổ bỏ được những cái này, thì chính là những cái pháp Phật đã đặt ra để chúng ta tu tập ở trên bốn chỗ này. Mà cái người đời, người ta, cái người tu hiện giờ họ chưa biết cái bốn chỗ này, họ cứ ngỡ rằng tứ niệm xứ là một cái pháp môn. Cho nên hầu hết thầy đọc lại các kinh sách mà của người ta triển khai những cái pháp tứ niệm xứ này, hầu hết đó là cái pháp tu của họ chứ không phải là bốn cái chỗ bất tịnh để mà chúng ta thực hiện các pháp khác. Cho nên 16 cái lại định của Phật á, thì chúng ta đem áp dụng ở trên bốn chỗ này hết. Không có cái định nào mà chúng ta không có tu tập ở trên này. Mà tu tập ở trên này không có nghĩa là tu tập để cho cái pháp định đó nó trở thành cái định, không phải đâu. Mà tu tập cho cái bốn cái chỗ này nó thanh tịnh, mà nó sự thanh tịnh của nó tức là bốn cái chỗ này nó đạt được nhập định. Cho nên Phật nói thân định trên tâm và tâm định trên thân. À, ví dụ trên bốn lĩnh vực này đặt pháp môn tịnh độ, niệm Phật A Di Đà để cầu giảng sanh cực lạc, thiền tông để ngộ Phật tánh, mật tông để có quay lực thần chú, vân vân. Thì các tông phái này chưa rõ tứ niệm xứ, nghĩa là người ta nói rằng tịnh độ tông nè, rồi thiền tông nè, rồi mật tông nè, đều là pháp của Phật. Nhưng mà pháp của Phật mà không hiểu tứ niệm xứ thì đó đâu phải là pháp Phật, đặt không đúng chỗ. Mục đích ở đây là đem các pháp môn cao dồi tập luyện làm cho bốn chỗ này thanh tịnh, vì bốn chỗ này đang bị ô nhiễm quế trược, nên những pháp nào làm cho nó không còn ô nhiễm quế trược nữa thì đúng chánh pháp của Phật. Còn cái pháp nào mà đem lên nó mà không có rửa sạch nó mà lại còn thêm cho nó nữa, ví dụ bây giờ thầy niệm chú nè, thầy có thần thông nè, thầy có phép tắc nè, thì cái tâm tham của thầy nó lại lớn lên nữa, nó ham nữa, nó thấy như vậy người ta phục mình, người ta ghê gớm, người ta thấy mình tiêu mây hú gió, quá lửa phóng hào quang được, người ta sợ, thầy niệm chú một cái nó hiện ra đủ thứ, ai cũng mê hết, coi như thầy là bậc giáo chủ, người có đủ thần thông rồi. Nhưng mà không ngờ nó lại làm cho thầy lại thêm những cái ô nhiễm thêm. Từ đó người ta đến người ta lại lễ cúng dường thầy cái này cái khác, người ta sắm xe hơi này kia, cái gì thầy cũng chấp nhận. Cái tâm của thầy nó đâu có xả cái ly đâu, cho nên cái gì cúng dường cũng chấp nhận hết. Người ta cúng dường tiền nhiều thì cất chùa to thấp đó, xe hơi có, tiền có, rồi cái gì cũng có. Rồi bắt đầu bây giờ sao,
cái tâm dục nó phải sanh thì nó phải thích phụ nữ. Từ đó ông giáo chủ nào cũng rớt ở trên thân phụ nữ hết đó. Thì như vậy là còn cái gì là gọi là thanh tịnh đâu. Cho nên từ chỗ thần thông nó mất tiêu thần thông hết, còn cái gì. Cho nên báo công an nó thường đăng giáo chủ này đến giáo chủ kia. Thầy có đọc cái tờ báo công an mà Phật tử đem về nhắc đến cái vị giáo chủ của Xí Xuân Ngù là ở Đà Lạt. Thầy thấy ông ta cũng là từ cái chỗ mà ông có thần thông nói cái chuyện mà quá khứ xảy ra này kia. Cuối cùng ông rơi trên phụ nữ rồi thì bắt đầu ông nói gì cũng trúng, công an bắt ông ta, ông cũng không làm sao biết trước được. Mất các cái pháp mà biết cái chuyện xảy ra. Cho nên tất cả những cái đều bị ô nhiễm mà từ cái pháp tu sai là đó, đặt cái mật tâm mà tu nó làm cho người ta có thần thông đó, để rồi người ta bị ô nhiễm, lại còn ô nhiễm nặng, bẩn thỉu là càng bẩn thỉu nặng hơn nữa, ô trược lại càng ô trược hơn nữa. Còn tịnh độ thì như thầy đã nói, mơ hồ trừu tượng một cái thế giới siêu hình mà chưa hề có ai đi hết, mà ở đây cứ chổng khu tin rằng có. Cho nên gia đình ai có người chết thì chổng khu rước thầy chùa đến tụng niệm cho cầu gì đó. Ông nội về đó thì chắc ông Phật Di Đà mà có thật, ông cũng chạy về cái trần gian này, ông kêu công an lên trển cầm đầu dùm mấy cái ông đó kéo về đây làm phước. Nó thật sự như vậy chứ làm sao chịu nổi. Ở đây cái tâm tham chúng ta tham quá trời quá đất, tìm nhiều cách đủ cách mà tham ô đủ cách mọi thứ. Mà giờ cứ ai cũng đụng cái rước ông thầy chùa để cầu đi về trển, ai cũng cầu về được hết trển, là chắc chắn cái xứ đó nó thành cái địa ngục ở trên đó. Ông Phật Di Đà ông làm vua trên đó, bây giờ ông cũng sợ luôn, ông đâu có dám ở trên. Cho nên thật sự là không có, chứ phải có là phải có ông Phật Di Đà chạy trốn về đây rồi. Phải nói thật sự, đem ba cái người trần gian này lên trển thì cái xứ đó nó thành cái địa ngục. Ở đây nhiều khi chúng ta hở ra một chút là chúng ăn trộm cắp đủ thứ. Mà đem cái thứ này về trển thì trộm cắp nó đầy xứ ở trên đó, làm sao ông Phật Di Đà ở yên được. Lúc bây giờ ông phải tổ chức một dàn công an kêu là giữ trộm, chứ còn lơ mơ thì làm sao mà thắng nổi. Khó lắm, không phải vậy đâu. Cho nên ở đây chúng ta chỉ nhằm cái mục đích của Đạo Phật, chúng ta phải hiểu rõ là nhằm ở chỗ cái thân thọ tâm pháp tham sân si của chúng ta. Chúng ta phải diệt chưa được. Mà diệt được thì phải bằng cái pháp nào, chứ đâu phải bằng cái pháp cầu khẩn cái gì cực lạc như vậy. Đó là cái hiểu sai. Rồi bây giờ chúng ta lại chấp nhận cái thiền tông, bây giờ chúng ta chấp nhận là cái Phật tánh, để chúng ta ôm cái Phật tánh đó, để rồi nó có hết được cái tham sân si, cái làm chủ sinh tử này không? Hay là tức khi mà thọ chúng ta thân chúng ta đau này nhất, chúng ta cũng nhăn răng, cũng méo miệng ở trên giường bệnh. Tất cả những cái này là những cái mà chúng ta đã đặt sai cái pháp ở trên bốn cái chỗ này để làm cho nó thanh tịnh vậy thôi. Đằng này các pháp môn trên không nhằm mục đích làm cho bốn chỗ này thanh tịnh. Nghĩa là các pháp đó đặt không có đúng chỗ, nó không có làm cho nó thanh tịnh. Cũng như bây giờ chúng ta thay vì chúng ta phải có nước xà bông nè, rồi có bàn chải nè, có vẽ nè, để mà chúng ta lau cái sàn này. Trái lại chúng ta lấy thảm chúng ta trải thêm ở trên này nữa, thì cái lớp bẩn ở dưới này nó càng thêm bẩn thêm, chứ có làm cái gì. Trải thêm nữa thì nó có tốt lành gì đâu. Nó bẩn là bẩn, bây giờ có trải thêm nó là cực lạc đi nữa, nó cũng đâu có làm sao mà nó hết.